Cái vỏ ba tuy là cái này nó khẳng định là Hà Giang trước là biển và do sự vận động của vỏ trái đất. Chỗ này chúng ta có thể nghỉ một chút ạ. Đây là chúng ta nghỉ được rồi. Thưa ông bà, là cái đường lên cột cờ thì các nhà khảo cổ học đã tìm ra được một cái hóa thạch ở con vọ Ba Thì ở trong này đấy ạ. Và con này thì có cái niên đại trên 500 triệu năm về trước ạ. Và đây nó có cái đồng xu 500. Con này thì có một cái đặc điểm là sống ở dưới đáy đại dương, ở cái tầng sâu nhất của đáy đại dương. Thế là nhưng mà lại tìm được ở chỗ này thì các nhà khảo cổ học đã kết luận rằng là trên 500 triệu năm về trước thì khu vực này là đáy của đại dương. Và qua cái quá trình kiến tạo của trái đất thì nó bây giờ nó đã phát triển đến như thế này ạ. Là ngày xưa là khu này nó là cái đáy của đại dương. Đáy đại dương của chúng ta hiện nay là sâu hơn 12.000 km. Vâng. 12.000 mét. Dãy Mariana là 12.000 km. Đấy, nhưng mà sâu nhất có lẽ là ngày xưa nó ở chỗ này. Và cái kiến tạo của trái đất thì bây giờ nó phát triển đến như thế này. Chắc là nó được đẩy lên ấy. Nó đẩy lên vận động của vỏ trái đất mà. Nó đun ở dưới lên. Bước kia nó có thêm chữ núm cú nữa. Con đường này là con đường vào chùa. Vâng. Vâng ạ. Con đường này là con đường vào chùa. Cái dây núi bên kia là của Trung Quốc này. À, đấy là phía bên đấy là Trung Quốc, còn phía cái chùa phía bên này, cái dãy núi bên này là Việt Nam, dãy qua giữa là cái sông qua kia là Trung Quốc. 135 bậc khuôn mặt thấp quá. Vâng. Đây là cỏ đâu? Ở nhà đi thì là không có thích, nhưng mà trước hết lên truyền thông hôm nay. Bây giờ là thực sự này. Ở trước con đã có một má trong đoàn từ Bồ Văn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh lên thăm một đấy. 86 tuổi. Lên này xong cõng má xuống khóc những đứa trẻ. Vừa lần này là chết rồi. Thái Nguyên. Thái Nguyên. Rồi. Nhìn cái cờ này, nhìn nhá. Có kỷ niệm để sau này xem lại sau một những cái năm dài hơn nữa. Chắc là cả nhà. Vâng, góc rộng anh ạ. Đưa vào quân về đi nào. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Vũ Thắng đang đứng ở cột mốc số 422 thuộc xã Xéo Lủng, thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cố, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thì để đứng được ở cái vị trí này thì Vũ Thắng và gia đình của Vũ Thắng đã vượt qua 839 cái bậc cầu thang được chia thành 3 đoạn. Đoạn đầu thì từ chân cột chân núi lên đến vị trí nhà chờ là 425 bậc. Từ vị trí nhà chờ mà lên đến chân cột cờ là 279 bậc. Và từ chân cột cờ mà lên đến đỉnh mà Vũ Thắng và gia đình đang đứng thì là 135 bậc. Thì đứng ở vị trí này, Vũ Thắng rất là xúc động và rất là tự hào. Tự hào đứng ở dưới lá cờ của Tổ quốc và cảm thấy tự hào của một người Việt hay đến Hà Giang, hay đến cột cờ Lũng Cú. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh của Vũ Thắng. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Bye bye và hẹn gặp lại.